Thu Trang xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời sự nóng cập nhật liên tục trên tin tức 24 giờ HD. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý nào? Mời quý vị và các bạn cùng đón xem. Giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk đánh bài lấy tiền mua bia. Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông nhát dao chém vào niềm tin vào túi dân. Công viên ven biển 244 tỷ đồng mới đưa vào sử dụng đã hư hỏng. Cả nhà giám đốc công ty điện kéo sang hành hung một phụ nữ. Bắc Giang 39 độ C, nhưng chúng tôi có trái tim nóng hơn. Phát hiện hàng nghìn thực phẩm chức năng, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc. Sau đây, mời quý vị đến với bản tin chi tiết. Giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk đánh bài lấy tiền mua bia. Kính thưa quý vị, sáng ngày 4 tháng 6, ông Nguyễn Hoài Dương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang giao cho các đơn vị làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định vụ việc lãnh đạo, nhân viên Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk đánh bài tại cơ quan. Trước đó, ngày 6 tháng 5, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk nhận được đơn tố cáo ông Huỳnh Trung Luân, Giám đốc và ông Nguyễn Công Trung, Phó Giám đốc kiêm Bí thư chi bộ Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk, tổ chức và tham gia đánh bài tại cơ quan. Sau đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk đã thành lập đoàn xác minh và yêu cầu các cá nhân giải trình. Theo giải trình của ông Luân, ngày 17 tháng 2, mùng 6 Tết Tân Sửu, sau khi triển khai nhiệm vụ sau thời gian nghỉ Tết, khoảng 11 giờ cùng ngày, ông chỉ đạo tổ chức liên hoan đầu xuân và uống rượu vang Đà Lạt. Sau khi liên hoan, đến khoảng 12 giờ cùng ngày, ông Luân đề nghị đánh 3 ván bài xì lắc vui chơi với quy định đặt cược một ván từ 10.000 đồng đến 50.000 đồng và ai thắng góp tiền mua bia để uống vào chiều. Ông Luân viết, đến nay, sau khi làm việc với tổ công tác, tôi nhận thấy rằng tuy là việc đánh bài vui xuân không có tính chất cờ bạc, nhưng với vai trò là người đứng đầu đã không nghiêm túc thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và Nhà nước, dẫn đến làm ảnh hưởng đến uy tín của các cơ quan cũng như bản thân. Với vai trò là người đứng đầu, tôi nghiêm túc kiểm điểm và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở. Ngày 21 tháng 5, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk có công văn xác định việc Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk tổ chức đánh bài tập thể tại cơ quan là hành vi sai trái, cần phải xem xét, kiểm điểm và xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Để làm rõ tính chất, mức độ sai phạm của vụ việc, xử lý nghiêm việc vi phạm nội quy, quy chế cơ quan, công sở và quy định khác của pháp luật, Sở giao Giám đốc Trung tâm tổ chức họp kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân lãnh đạo và toàn thể các cá nhân của Trung tâm tham gia đánh bài tại cơ quan. Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm và hình thức xử lý kỷ luật đối với từng cá nhân sai phạm nếu có và báo cáo kết quả về Sở. Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông nhát dao chém vào niềm tin, vào túi dân. Kính thưa quý vị, Cát Linh - Hà Đông, dự án tai tiếng, kỷ lục đội vốn, ông vua delay, cục xương 13 km, hôm qua đã làm nóng phiên Quốc hội thảo luận tình hình kinh tế xã hội. Phát biểu thảo luận của Thủ tướng, bao nhiêu dự án dầu khí cũ để lại không khắc phục nổi, rồi thép Thái Nguyên, một đống sắt gì, bây giờ thì làm sao có thể khắc phục được các đồng chí? Dẫn ví dụ đường sắt Cát Linh - Hà Đông, Thủ tướng cho biết giải quyết cũng rất khó khăn, mất thời gian. An toàn quan trọng nhất thì họ chẳng bàn giao hồ sơ an toàn cho mình. Nói qua, nói lại, thảo luận đi, thảo luận lại. Một số phái đoàn ở Bắc Kinh cũng tới thảo luận. Sắp tới đây cũng có thể bàn dứt điểm được. Và Thủ tướng bày tỏ trước Đại hội Đảng, tàu có thể chạy được thì may mắn. Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ cũng bày tỏ mong muốn dự án khai thác càng sớm càng tốt, trước tháng 10 càng tốt. Càng sớm càng tốt là bởi tư cách và là địa phương tiếp nhận, Hà Nội sẽ phải gánh mọi nghĩa vụ trả nợ, mà cứ một ngày nằm đó là mất một ngày tiền, rất nhiều tiền. Nhưng rồi 30 chưa phải là Tết. Cát Linh - Hà Đông, người ta nói gần xong rồi, chỉ còn chạy thử nữa thôi, nhưng giờ mắc mớ đủ thứ, giờ không biết bao giờ sử dụng. Phát biểu của Đại hội đại biểu Thuận Hữu. Tổng biên tập Báo Nhân dân nói, dự án điện nhiệt Thái Bình đầu tư gần đến nơi, còn đoạn nữa thôi mà vẫn đắp chiếu đấy thôi. Mỗi ngày mở mắt ra, tính lại thiệt hại mất một con Toyota Camry. Gang thép Thái Nguyên cũng thế. Rất mạnh mẽ và chính xác, ông Thuận Hữu nói. Cát Linh là nỗi nhức nhối khi chúng ta đầu tư rất nhiều tiền, mất rất nhiều thời gian để rồi dự án như nhát dao chém vào lòng tin của dân. Nếu không xử lý nhanh thì sẽ biến thành bảo tàng đường sắt. Cảm ơn Thủ tướng, cảm ơn các vị đại biểu Quốc hội đã nhìn thẳng, nói thật, đã thấu nỗi bức xúc của dân. Bởi đúng, dân đã chờ đợi từ tháng 10, năm này qua năm khác và 10 năm này qua năm khác để rồi chưa biết cuối cùng sẽ là tháng 10 năm nào.
Bởi chính xác, dân vẫn đang ngửa mặt nhìn trời, chỉ vì giờ đây chỉ có ông trời mới trả lời được câu hỏi bao giờ. Một dự án phải chờ hết năm này qua năm khác mà không quyết được thời gian về đích thì đau lắm. Nó cho thấy chúng ta là chủ đầu tư, là người phải bỏ tiền, trong khi lại phụ thuộc một nhà thầu, một người làm thuê. Bởi đúng, từ dầu khí, phân bón, ethanol, nhiệt điện thép, những dự án đống sắt vụn đó không chỉ khiến chúng ta mất tiền, mất rất nhiều tiền, mà cái mất lớn nhất chính là niềm tin. Công viên ven biển 244 tỷ đồng mới đưa vào sử dụng đã hư hỏng. Kính thưa quý vị, công viên ven biển ở thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định có vốn đầu tư khoảng 244 tỷ đồng vừa đưa vào sử dụng. Thế nhưng, một số hạng mục công trình tại đây đã có dấu hiệu hư hỏng. Theo ghi nhận của phóng viên Dân Trí, dự án công viên biển Xuân Diệu đặt đối diện ngã ba đường Ngọc Hân Công Chúa Xuân Diệu, thành phố Quy Nhơn, nhiều hạng mục đã bị hư hỏng, gây mất mỹ quan. Cụ thể, nhiều tấm đá granite lát nền đã bị bong chóc từng mảng, có chỗ nền bị sụt lún nên các tấm đá bị lún và gãy. Theo một số người dân sống ở gần khu vực này phản ánh, công trình được xây dựng và đưa vào sử dụng khoảng cuối năm 2020. Thế nhưng gần đây, công trình phát sinh nhiều vị trí bị hư hỏng, thậm chí đá lát nền, hệ thống điện bị đối tượng xấu đập phá. Đặc biệt, người dân lo ngại hệ thống đèn pha chiếu sáng mặt đất bị mất nắp táp lô điện bảo vệ. Vì vậy, nguy cơ rò rỉ điện là rất mất an toàn cho người dân và du khách khi đến công viên tắm biển. Một người dân cho biết, công trình đầu tư hàng trăm tỷ nhưng chất lượng không được như ý. Nhiều vị trí nền đá bị sụt lún chưa được sửa chữa. Đây là khu vực vui chơi của người dân, đặc biệt là trẻ nhỏ nên rất mất an toàn. Ngoài ra, cây xanh được trồng bị chết nhưng không được trồng lại. Một số tác phẩm điêu khắc giới thiệu văn hóa Bình Định bằng chữ dọc bãi biển công viên cũng bị bong chóc nhưng không được khắc phục. Trong khi đó, khu vực này cũng thiếu thùng rác. Người dân xả rác bừa bãi, gây mất mỹ quan đô thị. Ông Ngô Hoàng Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Quy Nhơn, Bình Định cho biết, vị trí đá granite hư hỏng nằm trong hạng mục do nhà thầu là công ty trách nhiệm hữu hạn, công nghệ và xây dựng Nam Ngân, công ty Nam Ngân thi công. Ông Ngô Hoàng Nam khẳng định, sau khi tiếp nhận thông tin, chúng tôi đã chỉ đạo Ban Quản lý Dự án Công viên Biển Xuân Diệu khẩn trương vào cuộc kiểm tra, yêu cầu nhà thầu khắc phục ngay những hư hỏng, không để tình trạng hư hỏng như vậy được. Cả nhà giám đốc công ty điện kéo sang hành hung một người phụ nữ. Kính thưa quý vị, một người phụ nữ ở thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết đã bị một giám đốc một công ty điện cùng ba người con xông vào nhà hành hung, đập phá tài sản. Theo phản ánh của chị Vân, phố Hồng Kỳ, phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn, khoảng 16 giờ 20 ngày 1 tháng 6, ông Hà Văn Dương là giám đốc một công ty điện đã cùng ba người con là Hà Văn Dũng, Hà Thị Thanh, Hà Thị Dung sang nhà chị Vân chửi bới, xúc phạm chị này. Chị Vân có lời qua tiếng lại với những người trên thì bị Hà Văn Dương tát vào mặt. Ông Dương cùng Hà Văn Dũng, Hà Thị Thanh cũng xông vào hành hung chị Vân. Nhóm người nhà giám đốc công ty điện còn có hành vi đập phá tài sản của nhà chị Vân. Sau đó, con gái của ông Dương tiếp tục cầm dao truy đuổi, nhưng rất may chị Vân chạy thoát vào nhà. Cũng theo chị Vân, dù có nhiều người can ngăn, nhưng hai con gái ông Dương là Hà Thị Thanh và Hà Thị Dung vẫn rất hung hãn, tiếp tục xông vào nhà chị Vân, dùng chân đạp cửa kính, có lời lẽ thách thức. Quá trình gia đình ông Dương hành hung, đập phá tài sản nhà chị Vân đều được camera an ninh ghi lại. Chị Vân nghi ngờ nguyên nhân dẫn tới sự việc trên là do chị lên mạng xã hội Facebook chia sẻ thông tin về cảnh mất điện thường xuyên trên địa bàn. Hiện chị Vân đã báo cáo sự việc tới công an phường Hải Ninh để làm sáng tỏ sự việc, đồng thời bảo vệ an toàn cho gia đình chị. Ông Lê Đình Phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hải Ninh xác nhận việc ông Dương là giám đốc một công ty điện cùng các con sang hành hung chị Vân là đúng sự thật. Tuy nhiên, nguyên nhân thế nào thì hiện ông vẫn chưa rõ. Cũng theo ông Phương, vụ việc đã được Công an Hải Ninh tiếp nhận và báo cáo Công an thị xã Nghi Sơn. Liên quan đến sự việc, Thượng tá Trịnh Văn Giang, trưởng Công an thị xã Nghi Sơn cho biết đã nắm được thông tin vụ việc thông qua hình ảnh camera ghi lại, diễn biến rất rõ ràng, sự việc không quá phức tạp nên đã giao cho Công an phường giải quyết theo thẩm quyền. Bắc Giang 39 độ C, nhưng chúng tôi có trái tim nóng hơn. Quý vị thân mến, đêm ngày 29 tháng 5, ba bác sĩ trẻ của đoàn công tác Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh gồm thạc sĩ bác sĩ Huỳnh Phương Nguyệt Anh, khoa chấn thương chỉnh hình, bác sĩ Đặng Minh Hiệu, khoa gây mê hồi sức và thạc sĩ Trương Văn Đạt, bí thư đoàn Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã lên đường chi viện cho tỉnh Bắc Giang. Sáng ngày 30 tháng 5, các bác sĩ trẻ đã đến tâm dịch tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang. Sau khi trao vật phẩm hỗ trợ gồm 6.000 khẩu trang N95, 2.000 kit test nhanh SARS-CoV-2 cho y tế địa phương,
các bác sĩ trẻ nhanh chóng di chuyển đến khu điều trị người bệnh nghi nhiễm COVID-19. Đây là điểm nóng điều trị người bệnh COVID-19 nặng của toàn tỉnh, với 80 người bệnh đang theo dõi và trung bình có một trường hợp F0 được chẩn đoán xác định mỗi ngày. Giữa cái nắng nóng gay gắt, phải liên tục mặc bộ đồ bảo hộ kín mít, các bác sĩ không tránh khỏi sự mệt mỏi, đuối sức, nhưng nắng nóng không làm giảm nhiệt huyết trong trái tim của các bác sĩ trẻ. Bắc Giang 39 độ C, nhưng chúng tôi có trái tim nóng hơn. Vừa là bác sĩ trẻ của khoa chấn thương chỉnh hình, vừa là bí thư của đoàn thanh niên bệnh viện, dù vẫn còn nhiều trăn trở cho nhiều công việc dành cho các đoàn viên, thanh niên còn dang dở tại bệnh viện, nhưng thạc sĩ, bác sĩ Huỳnh Phương Nguyệt Anh đã không ngần ngại trước quyết định sẽ tham gia chi viện cho Bắc Giang trong đợt này. Bác sĩ Phương Anh chia sẻ, với tinh thần xung kích, bản lĩnh của một thành viên trẻ tuổi của bệnh viện, chúng tôi luôn trong tâm thế sẵn sàng, dấn thân vào tâm dịch. Tham gia chi viện cho tâm dịch Bắc Giang, chúng tôi sẽ dốc sức mình vì công tác chống dịch an toàn, hiệu quả, hy vọng sẽ có thể cùng các đồng nghiệp tại đây sớm chiến thắng dịch bệnh. Chống dịch COVID-19 thực sự đã là một cuộc chiến không của riêng ai. Ở tâm dịch, chúng tôi sẽ vẫn luôn hướng về hậu phương, hy vọng công tác phòng chống dịch ở tâm dịch hay tại mọi miền trên Tổ quốc đều được đảm bảo an toàn, hiệu quả. Nụ cười tươi rói luôn nở trên môi, chàng thanh niên Đặng Minh Hiệu, bác sĩ khoa gây mê hồi sức đã quyết định xuống tóc, cạo chọc đầu trước khi lên đường. Bác sĩ điển trai vui vẻ cho biết, mình đã từng làm việc tại khu vực cùng đệm của bệnh viện, mang trên mình các trang phục bảo hộ kín mít 24/24 giờ, nên mình hiểu được sự bất tiện của nó. Khi biết tin sẽ công tác tại khu điều trị cho người bệnh COVID-19, mình muốn phải sạch sẽ nhất, thoải mái nhất, an toàn nhất, ít tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm nhất. Đó là cách để mình chuẩn bị tốt nhất cho công tác chuyên môn trong thời gian sắp tới tại tâm dịch. Là người tâm huyết trong công tác vận động các vật phẩm hỗ trợ và động viên các bác sĩ trẻ tham gia tuyến đầu chống dịch tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Dược sĩ Trương Văn Đạt cho biết, bên cạnh vận động, quyên góp nguồn lực hỗ trợ thì sự kêu gọi các y bác sĩ tham gia công tác chống dịch tại tuyến đầu là điều cực kỳ quan trọng. Vì chính các bạn trẻ sẽ là người thực hiện, triển khai cũng như truyền tải sự hỗ trợ của mạnh thường quân đến người dân. Trong thời gian tới, Hội Thầy thuốc trẻ Thành phố Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục vận động và hỗ trợ các bác sĩ xung phong tình nguyện hỗ trợ Bắc Giang, dự kiến sẽ có thêm 10 bác sĩ và 20 điều dưỡng sẽ tham gia trong đợt tới. Đôi mắt sáng rực niềm tin, nụ cười tươi của tuổi xuân cùng trái tim nhiệt huyết và lý tưởng của tuổi trẻ được cống hiến hết mình cho cuộc chiến chống đại dịch là hành trang mà các y bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh lên đường vào tâm dịch. Như những vần thơ đầy cảm xúc của thạc sĩ Lê Thị Thủy Linh, đoàn viên bệnh viện. Gửi mái tóc lại nơi miền Nam đầy nắng ấm, con lên đường chi viện miền Bắc yêu thương. Tổ quốc cần chúng con sẵn sàng lên đường. Đã mang trên mình chiếc áo bù lú trắng, con muốn mình là chiến binh thầm lặng, đong đầy hoài bão, thật mạnh mẽ kiên cường, như ông bà mình ngày xưa nơi biên cương, nơi đó đồng đội con ngày đêm chống giặc. Người bệnh cần lẽ nào con ngoảnh mặt, giông bão sẽ đi qua rồi nắng sẽ lên, đất nước mình sẽ lại thắng ngày bình yên, con đi và con sẽ lại trở về nhà, bên gia đình mình có mẹ và có ba, thưa ba mẹ con đi. Phát hiện hàng nghìn thực phẩm chức năng, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc. Kính thưa quý vị, theo báo Đắk Lắk, qua nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh hàng hóa trên nền tảng thương mại điện tử, sáng ngày 3 tháng 6, đội quản lý thị trường số 1 bất ngờ kiểm tra kho hàng tại địa chỉ trên do ông Nguyễn Viết Lãm, ngụ tại phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột làm chủ. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện hàng ngàn sản phẩm thực phẩm chức năng, mỹ phẩm như thuốc giảm cân, viên tinh nghệ sữa ong chúa, collagen, bột cần tây, kem dưỡng trắng da, sữa tắm tinh dầu, thuốc nhuộm tóc, dầu gội, son môi không rõ nguồn gốc xuất xứ. Chủ cơ sở cũng không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kinh doanh. Ông Nguyễn Viết Lãm khai nhận, số hàng này được nhập trôi nổi trên thị trường và kinh doanh chủ yếu trên nền tảng thương mại điện tử như Tiki, Shopee, Facebook. Doanh thu mỗi tháng của cơ sở này lên đến hàng trăm triệu đồng. Cục Quản lý Thị trường đã lập biên bản tạm giữ số hàng nói trên để tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng của tin tức 24 giờ HD. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp xin quý vị hãy để lại tại phần bình luận để ekip có thể kịp thời tổng hợp. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.